Xin chào các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Dạ, chào Nguyễn Hoàng Thông. Đường Văn Thái, nói đi. Dạ, nói rồi. Chào nhau đi anh Thái Văn Đường. Hai Nguyễn Chiến. Chào em, khỏe hả Chiến? Chào anh Nguyễn Văn Thiện. Chào em Tự Do, cảm ơn em. Khen anh đẹp trai là anh chịu nha. Chào anh Tấn Thái. Dạ, cảm ơn anh Tấn Thái, vui khỏe. Chào Vespa Tài. Dạ, chào bạn Ngô Hạnh. Chào anh Andy. Chào anh Quang Nguyễn, cảm ơn anh. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Bữa nay tôi phát hiện một cái nhân vật nào mà thả tim liên tục này, hình như Thùy Dương thì phải rồi nha. Thùy Dương chưa có gửi lời chào anh mà thả tim liên tục. Bữa nay dẫn đoàn dư luận viên thả tim phá sóng phải không Thùy Dương? Nguyễn Chiến, dư luận viên Thùy Dương với Chiến thả mỗi tay luôn. Dạ chào chị Hồng Trần. Chào Linh Mai. Dạ hello chị Destiny. Chào Bạch Liên. Hello Nguyễn Hoàng Phúc. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Đồng thời các anh chị ở Việt Nam á, những nơi mà các anh chị cảm thấy mình còn đơn độc trên con đường mà đi tìm tự do á, các anh chị, chúng ta xướng tên địa phương của mình lên. Tức là Cà Mau, chào các anh chị. Sài Gòn, chào các anh chị. Bình Thuận, chào các anh chị. Bắc Giang, chào các anh chị. Hà Nội, chào các anh chị. Khi chúng ta xướng tên địa phương mình lên đó, thì những người xung quanh chúng ta, những người mà đang cô đơn giống như chúng ta, họ nghe được thì họ sẽ kết nối với chúng ta. Thì đó là lực lượng, cách để chúng ta xây dựng lực lượng của chúng ta các anh chị. Huy nhắc lại là sau thời gian mà Huy vì lý do cá nhân và lý do sức khỏe thì Huy phải vắng các anh chị cũng 4-5 ngày hả các anh chị. Thì Huy nhắc lại một lần nữa là con đường của chúng ta đi là con đường hiện bây giờ đang đang rất là khó khăn. Con đường đi tìm tự do. Mà đi tìm tự do ở cái đất nước mà người ta bóp nghẹt tự do. Đi tìm quyền làm người ở đất nước mà họ tước quyền làm người. Đi tìm các giá trị dân chủ ở đất nước mà họ đang áp đặt các giá trị đảng chủ. Thành ra là chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Thì một trong những cái cách để chúng ta bớt khó khăn, bớt nguy hiểm, bớt cô độc là chúng ta xây dựng lực lượng. Mà cách xây dựng lực lượng mà Huy khuyến khích các anh chị là chúng ta thực hành liên tục mỗi ngày, đó là chúng ta dùng truyền thông miệng. Chúng ta truyền miệng với nhau để chúng ta tạo cái hiệu ứng, để chúng ta kết nối, để chúng ta tạo lực lượng ngày càng lớn rộng và đặc biệt là lực lượng ngày càng tỏa ra. Chứ không có gom lại ở các thành phố lớn như như 20 mấy 30 năm qua chúng ta đấu tranh bằng cách chúng ta đấu tranh ở Hà Nội, đấu tranh ở Sài Gòn. Họa hoàng lắm thì chúng ta xuất hiện ở Nha Trang chẳng hạn như thế, thì chúng ta bị dập tắt ngay những cái trung tâm đô thị này. Tại sao ạ? Tại vì khi chúng ta gom quân là chúng ta đấu tranh ở Sài Gòn thì lực lượng của nhà độc tài họ cũng biết, họ gom lại họ đánh chặn ở Sài Gòn, họ bắt gọn chúng ta hết. Khi có một nhân vật nào nổi bật lên đấu tranh thì họ chặn bắt ngay tại Sài Gòn, họ bắt họ nhốt nhốt 7-8 năm không thả luôn, thì cái phong trào đó lập tức bị đánh sập. Thì hôm nay chúng ta phải thay đổi cái cách đấu tranh bằng cách là chúng ta tỏa lực lượng ra, chúng ta xây dựng lực lượng ở nhiều tỉnh, mỗi tỉnh thì xây dựng ở nhiều huyện, thì chúng ta đấu tranh cùng một lúc một ở nhiều tỉnh nhiều huyện thì họ không có cách nào để họ dập tắt chúng ta được, tại họ không có đủ lực lượng để họ họ tỏa ra ở nhiều nơi, thì chúng ta luôn luôn đông hơn họ, đồng ý không các anh chị? Thành ra mỗi một cái livestream Huy thường hay dành ít phút để Huy chào hỏi các anh chị là thứ nhất, để Huy khuyến khích các anh chị đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta giữ một trong những cái truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp của người Việt, đó là ông bà mình dạy lời chào cao hơn mâm cỗ, đúng không ạ? Người Việt chúng ta đặc biệt là những người Việt theo truyền thống của ông bà thì khi gặp nhau là chúng ta nở nụ cười, chúng ta dùng ánh mắt, chúng ta nhìn thẳng vào nhau, gương mặt thân thiện,
thái độ thì tử tế, và chúng ta chào hỏi nhau mỗi lần gặp nhau. Đó là một trong những nét văn hóa rất là đẹp của người Việt, mà nó cũng tiệm cận với những cái nước mà có nền văn hóa đẹp, văn hóa văn minh, đúng không ạ? Và chỉ có văn hóa của đảng, văn hóa bắt bó, họ không có chào. Ông bà mình thì dạy lời chào cao hơn mâm cỗ, còn họ thì giành giật cướp bóc mâm cỗ mà không cần chào. Họ dạy cho con cháu mình đó, cứ nhào vô mâm cỗ là xơi thôi phá cỗ thôi chứ không cần chào. Thành ra là để chúng ta đánh chặn cái mặt trận văn hóa, làm tê liệt cái văn hóa ông bà mình, mặt trận văn hóa của đảng, thì chúng ta phải khơi dậy cái sức sống văn hóa của ông bà Việt, của dân tộc Việt chúng ta, được không các anh chị? Chào Trang Hà, cảm ơn Trang Hà. Chào Nguyễn Tấn Thi. Sẵn đây Huy cũng xin gửi lời cảm ơn các anh chị, là trong suốt mấy ngày qua Huy sức khỏe Huy không tốt, và có một số lý do cá nhân Huy thì Huy vắng mặt cũng cả 5 ngày rồi, 4 5 ngày rồi, thì rất là nhiều các cô các dì các chú bác các anh chị và các bạn nhắn tin hỏi thăm, động viên, rồi chia sẻ những cái kiến thức để chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là các anh chị biết là cái đường hô hấp của Huy không có được khỏe. Từ nhỏ là đường hô hấp của Huy đã có vấn đề, tại vì Huy sinh ở trong vùng kinh tế mới, điều kiện vệ sinh nó không có đảm bảo, điều kiện sống thì nó cũng không có tốt. Kinh tế mới thì các anh chị biết rồi, là nơi mà một là rừng thiêng nước độc, hai là đồng chua nước nước phèn, nó rất là hoang vắng. Rồi đảng dùng những cái nơi đó để đài những người mà trước 75 là dân quân cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa, là trí thức của Việt Nam Cộng Hòa, đài gì đó để khai thác rừng thiêng nước độc. Bác sĩ phải đi cày ruộng, giáo sư phải đi nuôi heo. Huy sinh trong vùng đó anh chị. Thành ra những cái vùng như vậy thì sức khỏe của những đứa trẻ nó có một cái vấn đề gì đó nó sẽ không tốt. Thì Huy bị vấn đề về hô hấp từ nhỏ tới lớn. Mà cộng thêm đó là Việt Nam chúng ta hiện giờ là không khí nó ô nhiễm nặng nề. Cái chính sách mà công nghiệp hóa hiện đại hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó rước tất cả các tập đoàn kinh tế công nghiệp mà ô nhiễm về, nó rước rác công nghiệp của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đặc biệt là tất cả các loại công nghiệp của Trung Quốc là xuất hiện ở Việt Nam chiếm tới 70%, các dự án đó là chiếm 70% là của Trung Quốc. Thì cái ô nhiễm đó nó sẽ làm cho chúng ta ngày càng bệnh tình nặng hơn, đặc biệt ô nhiễm không khí thì làm cho cái đường hô hấp của chúng ta, những người mà có bệnh bệnh sẵn như Huy á, thì nó rất là nghiêm trọng. Thành ra là Huy vắng mặt mấy ngày đó là cái điều mà mình không có muốn, ngoài ý muốn, nhưng mà cảm ơn các cô các dì các chú bác các anh chị vẫn dành tình cảm cho Huy, hôm nay vẫn trở lại đông đủ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Như như thông báo thì hôm nay Huy có nhảy tặng cho các cô dì các chú bác các anh chị các bạn một bài hát. Bài hát này nó cũng có liên quan một chút chủ đề của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, đó là chủ đề về tình yêu. Huy dành cái cuộc nói chuyện hôm nay là chủ đề về tình yêu. Tại vì Huy thấy á, chúng ta nói về đảng hoài á, đảng ghét Huy quá. Ngày càng nhiều những người á mà được đảng thuê mướn tấn công Huy. Phe của đảng tấn công thì không nói. Các anh an ninh, các anh điều tra đang làm hồ sơ ráo riết rằng mà bắt Huy, Huy không nói. Thêm phe dư luận viên thì mình cũng không nói. Nó bình thường hết các anh chị. Bây giờ đảng thuê thêm phe phe dân chủ nữa. Phe đấu tranh mà bây giờ họ nghỉ đấu tranh, họ chuyển qua họ đấu tố Huy không à. Thấy đảng tội nghiệp quá. Bây giờ nhìn thấy đảng tội nghiệp quá. Mướn luôn phe đấu tranh đang chuyển qua làm nghề đấu tố. Thì mình thôi bữa nay mình nghỉ, mình không nói chuyện đảng với chính trị, bữa mình nói chuyện tình yêu nha các anh chị. Nói chuyện tình yêu bên cái khóm hoa hồng rất là dễ thương đúng không ạ? Huy rất là dễ thương rồi nghe bạn đảng. Bạn đảng đừng có lộn xộn nha. Lộn xộn là Huy ngứa miệng Huy khui nữa. Được không các anh chị? Huy tặng bài hát này cho các anh chị, đặc biệt là một người chị cũng làm trong ngành truyền thông. Người chị rất là xinh đẹp mà Huy rất là ngưỡng mộ. Chị cũng thích bài hát này. Chị yêu cầu từ trước khi Huy bị bệnh là hôm nay cũng khá là khỏe rồi, Huy hát tặng mọi người bài hát Chuyến xe ba người.
người về quê hương miền Tây, có tôi em hai người đường lá chút heo may, và người đi biệt trong một đêm rất yên bình trên một đời bình an. Tôi chết theo nào nùng đẹp như là em trắng tan trên trang đài lệ thấm khắp môi xương, một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền, môi chợt buồn đẹp thêm. Em ơi cho đến bây giờ tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em dẫu trong mơ. Hôm nay trên chuyến xe buồn em không nói, tôi lạnh lùng ngồi ôm môi tình cắn. Người buông tay hồn cao vút hoài linh, một giai nhân còn theo thăm ân tình. Ta kiếm giang hồ ai đau xót cho mình, và ngàn nghiêng bóng chiến cuối đầu bước nhanh. Đem chuyến xe ba người dệt nên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ vẫn trắng như hoa. Một người luôn thờ mình thương may cho vừa dẫu lệ thầm mà ta có khi mơ là đời hiên ngang liệt oanh trên cho con tim nàng nhỏ mau xuống tim anh để lòng không còn than đời không chút ân tình suốt rồi buồn ngày xanh. Lòng không còn than đời không chút ân tình.
suốt tuổi buồn ngày xanh. Cảm ơn chị Mã Tiểu Linh gửi cho em một đống tim luôn, cảm ơn chị. Cảm ơn các anh chị. Bài hát Chuyến xe ba người. Đúng rồi các anh chị, có rất là nhiều anh chị nhận ra được bài hát này. À, bà chị của Huy á, cái người mà yêu cầu bài hát này á, chỉ chia sẻ với Huy một cái câu chuyện. Huy chia sẻ lại với các anh chị. À, bài hát này ra đời á là ở Sài Gòn trước 1975. Những cái năm mà miền Nam á chiến tranh rất là máu lửa các anh chị. Những người cộng sản họ gây ra những cuộc chiến liên tục ở trên khắp bốn vùng chiến thuật của đất nước chúng ta. Thì những người lính Việt Nam Cộng hòa họ phải căng sức ra, họ phải gồng mình ra, họ chiến đấu để họ bảo vệ từng tấc đất trên bốn vùng chiến thuật, bảo vệ sự tự do và yên bình cho người dân miền Nam. Thì rất rất nhiều người lính miền Nam, những người lính Việt Nam Cộng hòa chiến đấu cho tự do đã phải ngã xuống vì cái cuộc chiến chống lại quân cộng sản. Quân cộng sản Bắc Việt thì vượt vĩ tuyến đánh chiếm miền Nam, còn quân cộng sản miền Nam thì nổi dậy đặt bom, đánh mìn, gài mìn, khủng bố, ám sát vân vân, đủ mọi cái loại hình họ đánh phá miền Nam. Thì những người lính Việt Nam Cộng hòa chiến đấu cho tự do, chiến đấu cho yên bình của người dân, thì các anh chị biết rồi, hình ảnh của họ cho tới bây giờ thì những người mà có lương tri họ vẫn rất là ngưỡng mộ, đúng không các anh chị? Những người Việt có lương tri rất là ngưỡng mộ người lính Việt Nam Cộng hòa. Ngay cả bản thân tôi là tôi rất thích những người mặc áo Việt Nam Cộng hòa. Những người lính Việt Nam Cộng hòa luôn tạo một cái cảm giác họ là cái chỗ dựa của tôi, cái chỗ dựa của người dân miền Nam. Các anh chị có cảm thấy gì không ạ? Tại vì họ là người lính chiến đấu cho tự do, họ chiến đấu cho các giá trị nhân bản, họ chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ xóm làng. Họ chống lại lực lượng xâm lăng, lực lượng khủng bố. Thành ra cái người lính Việt Nam Cộng hòa là trong lòng người dân, đặc biệt là trong lòng các cô em gái, trong lòng các cô nữ sinh, trong lòng những người vợ, những người yêu, luôn luôn rất là đẹp, đúng không các anh chị? Tôi nghe bà chị bà kể là hồi xưa mà khoác trên mình cái quân phục Việt Nam Cộng hòa là rất là oai phong, và những cô thiếu nữ là rất là dễ ngã lòng, rất là dễ ngã lòng, tại vì họ yêu ngay cái sự oai phong, yêu cái bản lĩnh, yêu cái tư chất người lính của tự do. Thì những cái chết của người lính chiến đấu cho tự do ấy thì được người ta thương yêu và trân trọng rất mực, rất mực. Thì cái bài hát Chuyến xe ba người này chính là bài hát kể về câu chuyện cái anh mà nhân vật chính của cái lời bài hát đó là một anh giang hồ, ta kiếp giang hồ ai đau xót cho mình, là anh đó là người là dân giang hồ. Anh đi trên một chuyến xe tình cờ từ Sài Gòn đi về miền Tây, thì trong chuyến xe đó là có một cô người yêu đeo dành khăn tang trắng tiễn người tình của mình, người chồng sắp cưới của mình chết trận, ngã xuống cho tự do, cho quê hương, là người lính Việt Nam Cộng hòa trở về miền Tây, trở về quê hương đặng mà an táng. Thì cái anh giang hồ này anh ngồi anh đối diện, anh nhìn thấy cái cô gái rất là đẹp, một cô nữ sinh rất là đẹp, không chích cái dành khăn tang trắng tiễn người yêu, người chồng sắp cưới của mình, là một anh lính chiến đấu cho tự do ngã xuống, cô ấy rất là đẹp, giọt lệ khóc, lệ thấm ướt môi duyên, cái môi rất là xinh mà lệ thấm ướt môi. Anh chị thấy những cái hình ảnh rất là đẹp. Thì anh đó, anh giang hồ đó, kiếp giang hồ mà, nó sao động, gặp gái đẹp mà các anh chị, đúng không? Gặp gái đẹp mà dân giang hồ là dân máu lửa, gặp gái đẹp là mê, nhìn mà gái đẹp đang khóc cho một người tình ngã xuống cho tự do, một người lính ngã xuống cho tự do, nó đánh động vào lương tri của anh giang hồ đó, nó làm cho cái người mà giang hồ đó đó họ tự nhiên có một sự so sánh. Ta cũng là một người đàn ông,
cũng sức dài dai rộng. Sức dài dai rộng như ai? Anh này cái người chết rồi cũng là một người đàn ông, cũng sức dài dai rộng. Nhưng mà cái anh chết rồi được một cái cô mỹ nhân đẹp tuyệt trần, chích khăn tang ngồi khóc, đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại vì anh chiến đấu cho tự do, chiến đấu cho con người, chiến đấu bảo vệ người dân. Còn ta cái kiếp giang hồ ta sống là nó giống như là ta lan bạc, ta không có ý nghĩa gì. Ta sống vì cái gì, mục đích ta là cái gì, ta phục vụ cho cái gì. Rồi khi ta chết, ai sẽ là người chích khăn tang khóc cho ta? Có phải là cái cô gái xinh đẹp này không? Có phải là cái cô thiếu nữ chích khăn tang xinh đẹp để khóc cho ta không? Hay là không có ai hết? Hay là không có ai hết? Thì nó đánh động vào lương tri của những người, cái tầng lớp giang hồ của hồi xưa, các anh chị biết tầng lớp thấp của xã hội. Tầng lớp thấp của xã hội rồi. Nhưng mà lương tri của họ cũng bắt đầu đánh động họ. Ta ước mơ, ta là đời hiên ngang liệt quanh. Tức là ta ước mơ ta cũng được khoác lên cái bộ áo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ta ước mơ ta bỏ, ta không làm giang hồ nữa. Sức dài giai đoạn này ta sẽ phục vụ cho tự do. Ta sẽ phục vụ cho cuộc sống an lành của người dân. Ta sẽ phục vụ cho quê hương đất nước của chúng ta. Để ta chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh. Cái chết của ta cũng ý nghĩa. Nó đánh động vào lương tri của tầng lớp thấp nhất, tầng lớp giang hồ, tầng lớp cặn bã của xã hội. Nhưng mà họ cũng có ước mơ khao khát của họ. Họ là con người đúng không các anh chị? Ước mơ khao khát. Họ đứng vào hàng ngũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ chiến đấu, sẵn sàng chết vì cho quê hương, vì tự do, vì quê hương, vì đồng bào già, vì giọt nước mắt của mỹ nhân, vì tình yêu. Đơn giản vậy thôi các anh chị. Còn tầng lớp giang hồ của xã hội chủ nghĩa ngày nay thì sao ạ? Các anh chị nói bây giờ chúng ta có giang hồ không các anh chị? Có nhiều, đầy, đầy hết. Kể từ sau khi lực lượng của 5K ở Sài Gòn mà bị cánh mà bộ công an của Bắc Việt tiêu trừ, thì giang hồ mọc lên đầy khắp Việt Nam. Đây khắp Việt Nam chứ không còn là ở Sài Gòn nữa đâu. Và thời Năm Cam là chỉ Sài Gòn, đúng không? Ông Năm Cam cũng thống lĩnh giang hồ. Bây giờ là tất cả các nhóm khác thống lĩnh cả Việt Nam, loạn 1.800 sứ quân. Giang hồ Việt Nam và xã hội chủ nghĩa đầy. Giang hồ chui vô cả bộ máy chính trị luôn. Giang hồ chui vô bộ chính trị luôn. Đúng không anh chị? Nó xử nhau bằng cách nó đầu độc, nó giết nhau thì chơi kiểu giang hồ chứ chơi kiểu gì? Giang hồ đầy. Và giang hồ được sử dụng thành lực lượng công an. Chúng ta gọi là côn an, tức là côn đồ sử dụng làm công an. Các anh chị không tin, các anh chị hỏi. Các anh chị dòm công an xã, công an huyện, các anh chị coi là những thành phần nào. Số đông là thành phần nào? Họ tuyển rất là nhiều người sức dài giai động, nhưng thật ra họ, cái thành phần đó không có kiếm được việc làm ở bên ngoài. Họ tiến vào để làm gì? Làm trấn áp, làm cái nghề là cầm vụ cui đập vào dân, còng dân, bắt dân, xông vào nhà cướp đất, cưỡng chế đất, cưỡng chế nhà đó, lực lượng giang hồ đó. Còn lực lượng giang hồ ở ngoài không tiến vào được thì họ làm gì? Họ cướp bóc. Mà họ cướp của ai? Họ có cướp của những ông quan chức không? Họ cướp của những tên mà chạy xe Mercedes, BMW, Bentley, Rolls Royce, họ có cướp được những người đó không? Không. Họ cướp của người dân. Những giang hồ chúng ta cướp của dân, tức là giang hồ là cặn bã của xã hội, cướp của những người dân nghèo của xã hội. Những thằng nghèo cướp lẫn nhau. Giang hồ của chúng ta bây giờ là chặt tay, đúng không ạ? Rạch túi, đúng không? Giết người cướp của dân không ạ? Chứ có khi nào giết một thằng quan chức rồi để cướp không? Mà tiền nhiều thì nằm ở trong nhà quan chức chứ sao nằm ở trong nhà dân? Tức là giang hồ xã hội chủ nghĩa bây giờ, cái lương tri của họ không có được đánh động. Họ không có được đánh động. Họ sống họ không có mục tiêu gì hết. Đã sinh ra là cặn bã của xã hội rồi mà không có ước mơ nữa. Giang hồ của Việt Nam Cộng Hòa trước 75 á, họ cũng là cặn bã của xã hội nhưng họ có ước mơ. Họ là con người, họ giữ được phẩm giá của họ. Họ nhìn vào một người lính Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống, có một cô em gái chích khăn tang ngồi khóc.
họ đánh động lương chi họ. Ta ước mơ chi là ta là đời hiên ngang liệt quanh, chết cho con tim nàng nhỏ máu xin tim anh. Giang hồ cũng là con người mà, họ được quyền yêu đúng không anh chị? Họ được quyền ước mơ, họ sống phải có ước mơ. Ước mơ đơn giản là chết cho tự do, chết cho người dân, chết cho quê hương đất nước, để cho nàng á, để cho người đẹp này là khóc cho tôi nè. Còn giang hồ bây giờ các anh ước mơ gì? Các anh ước mơ gì? Các anh giang hồ, tôi biết ở đây có rất là nhiều nhóm đang nghe tôi, tôi biết các anh chị có thể không tin, nhưng mà Cần Thơ nè, Sài Gòn nè, Vũng Tàu nè, Nha Trang nè và Quy Nhơn, tổng cộng là có 5 nhóm anh em giang hồ đang nghe tôi nói. Tại vì mấy anh em có nhắn tin cho tôi. Các anh em tự vấn mình, các anh em có ước mơ gì cho cuộc đời mình? Ước mơ của các anh là mỗi một ngày á, những anh giang hồ giặc, giang hồ vặt, mỗi một ngày các anh móc túi được bao nhiêu người ư? Mỗi một ngày các anh lừa đảo được bao nhiêu người ư? Còn những anh giang hồ lớn hơn chút thì đàn em của các anh mỗi một ngày giật được bao nhiêu sợi dây chuyền, đúng không? Còn lớn hơn một chút nữa thì mỗi một ngày đàn em của các anh bảo kê được bao nhiêu quán, thu được bao nhiêu tiền, đúng không? Bảo kê được bao nhiêu quán xá, thu được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Còn những anh giang hồ bự hơn nữa thì mỗi một ngày các anh quỳ gối được bao nhiêu ông quan chức, dâng bao thư cho bao nhiêu quan chức để bảo kê bến bãi, bảo kê bãi giữ xe, bảo kê bến xe, bảo kê chợ, bảo kê những nhà hàng quán xá. Các anh cướp của người dân, các anh chung chi cho cộng sản, chung chi cho quan chức. Đó có phải là ước mơ của mấy anh không? Tôi cảm thấy đó là ước mơ của mấy anh giang hồ Việt Nam cộng sản đó, Việt Nam sau chủ nghĩa bây giờ đó. Thì các anh tự hỏi là coi những cái ước mơ đó có phải là ước mơ của con người không? Không phải. Cái ước mơ mà kiếm ăn bằng mọi cách, dẫm đạp lên đồng loại của mình để kiếm ăn, giết đồng loại của mình để kiếm ăn, đó là ước mơ của những con thú, chứ không phải của những con người. Những con thú nó sẵn sàng cấu xé lẫn nhau để nó giành mồi. Còn những con người, người ta kiếm ăn mà không có xâm phạm tới sức khỏe an nguy của đồng loại của mình, đó là kiếm ăn theo kiểu con người. Thì giang hồ chúng ta cũng phải là những con người chứ. Tôi cũng bỏ nhà đi từ rất sớm, tôi cũng có thể gọi là một giang hồ. Chẳng qua là tôi giang hồ và tôi cố gắng tôi đi học thôi. Tôi hiểu cái đạo nghĩa giang hồ là gì. Chúng ta kiếm ăn mà không xâm phạm vào người khác thì mới gọi là giang hồ thứ thiệt. Còn chúng ta sống không có ước mơ, ước mơ của chúng ta là xâm phạm người khác, dẫm đạp người khác để đội người khác nữa, thì đó là ước mơ của những con thú, những bầy thú, chứ không phải là những nhóm giang hồ chính nghĩa. Và giang hồ chúng ta cũng phải có bản lĩnh. Có bản lĩnh chứ. Lực lượng giang hồ phải có bản lĩnh chứ. Chúng ta hiếp đáp kẻ ngang chúng ta hoặc là hơn chúng ta, chúng ta tranh giành lợi ích của những kẻ ngang hoặc hơn chúng ta, chứ sao chúng ta hiếp đáp những kẻ thấp hơn chúng ta, những kẻ nghèo hơn, yếu hơn, dở hơn, cặn bã hơn chúng ta nữa mà chúng ta hiếp đáp, thì lúc đó giang hồ là gọi là gì? Đó còn là con người đúng không anh chị? Mà chúng ta đội trên đầu những cái thằng mà nó rửng mỡ, chúng ta nuôi nó để chúng ta bóc lột những người thấp hơn chúng ta, thì chúng ta là cái gì? Chúng ta trở thành một cái loại công cụ, một cái loại công cụ để cái tầng lớp bên trên nó dùng chúng ta để nó bóc lột cả chúng ta lẫn những người phía dưới nữa. Nó dùng chúng ta để nó dơ vét tài sản của chúng ta và cả những người xung quanh chúng ta. Tại vì bản thân một thằng quan chức mà các anh chị đang đội lên đầu đó, một thằng quan chức mà nó đang giúp các anh chị bảo kê quán xá, chợ búa, nhà hàng, khách sạn, bãi giữ xe vân vân đó, bản thân nó không thể đi từng nhà hàng khách sạn để nó thu tiền bảo kê. Bản thân nó không thể làm điều đó. Bản thân nó không thể đi từng chợ một để thu tiền góp chợ. Bản thân nó không thể thu từng bãi giữ xe, nó không làm được điều đó. Nhưng nó dùng các anh chị thu rồi về nộp lại cho nó. Các anh chị nộp hết, các anh chị có giữ lại được đâu, đúng không? Và hôm nay xuất hiện cái loại giang hồ nó rác rưởi hơn nữa. Tôi không bàn về phía sau, đó là màn kịch.
nha. Nhưng mà tôi nói đây là sự kiện xuất hiện ở Việt Nam, tôi nói, tôi dẫn chính, tôi ví dụ cho các anh chị biết. Hôm nay xuất hiện một loại giang hồ nó rác rưởi, nó thối tha trên thế giới này không có, mà Việt Nam có. Giang hồ đảng. Giang hồ đảng. Giang hồ mà yêu đảng. Giang hồ mà yêu bác. Giang hồ yêu lãnh tụ. Giang hồ mà treo cờ đỏ, tuyên bố quánh cờ giang, ba sọc cờ ba que. Giang hồ gì kỳ á? Giang hồ gì kỳ á? Tôi chưa bao giờ gặp giang hồ đó, mặc dù anh em tôi giang hồ đầy. Giang hồ anh em tôi cả chục tỉnh, tôi chưa gặp loại giang hồ đó. Tôi gặp loại giang hồ hèn. Gặp rồi, anh em tôi cũng có. Quỳ gối với thằng quan chức, nhưng mà hầm hè đánh đập những người dân, tôi gặp giang hồ đó, giang hồ hèn. Nhưng tôi chưa gặp giang hồ rác rưởi đến độ giang hồ yêu đảng. Giang hồ mà đi đánh cờ bá que, cờ bá sọc. Giang hồ biết cái gì cờ bá que, cờ bá sọc? Thì giang hồ thúi, giang hồ điểm thúi. Giang hồ đó là giang hồ đảng. Đảng tạo ra cái lớp giang hồ này. What? Đảng tạo ra một cái lớp côn an giả dạng giang hồ. Một cái nhóm côn an giả dạng côn đồ để đi trấn áp người dân, để cho người dân nhìn vào nó, cái này là do côn đồ đánh, cái gì này là giang hồ đánh chứ không phải đảng đánh. Đúng không? Tôi thấy gì đó, các anh chị có thấy không? Rất rất nhiều những cái vụ trấn áp những người lên tiếng, những tiếng nói đối lập, những tiếng nói cho tự do và nhân quyền. Những cái nhóm đó đâu phải là công an đánh, mà toàn là côn đồ đánh, giang hồ đánh. Thì giang hồ côn đồ ở đâu mà nhiều vậy các anh chị? Đó là giang hồ đảng, đó là côn đồ đảng. Cái nhóm mà đảng nuôi, thậm chí có biên chế trong công an luôn cũng chừng, giả dạng thành côn đồ. Suốt đời họ làm côn đồ giang hồ, nhưng họ có số quân để đi trấn áp người dân, đánh đập người dân, để làm những việc mà đảng chỉ đạo làm, để giúp cho bộ máy đảng này tiếp tục còn tồn tại, để cai trị người dân, bóc lột người dân, dơ vét hết tài nguyên thiên nhiên của đất nước, rồi rước giặc vào nhà bán nước buôn dân, rồi đưa vợ con chạy ra nước ngoài ở. Có phải đó là giang hồ đảng, côn đồ đảng không? Việt Nam có, nước ngoài không có nước nào có như vậy. Thì các anh giang hồ và các anh côn đồ thứ thiệt ơi, tôi đang nói thứ thiệt nè, các anh du đảng thứ thiệt ơi, các anh đứng chung với cái loại này sao? Các anh đứng chung với cái loại giang hồ côn đồ đảng này sao? Cái loại mà giúp cho cái tầng lớp bóc lột đó, nó làm bần cùng quá chúng ta và người dân chúng ta, nó moi móc hết tài sản, tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng ta, nó đưa vợ con của nó chạy ra nước ngoài, xong rồi nó bán nước, nó rước giặc vào nhà, nó bán nước, nó buôn dân chúng ta. Các anh đứng chung với cái hàng ngũ này sao? Hay các anh chính là những con người giang hồ hay côn đồ? Chúng ta vẫn là con người, đúng không? Tôi cũng bỏ nhà ra đi hồi xưa như các anh chị vậy thôi. Tôi cũng là con người, tôi biết điều đó mà. Là con người chúng ta phải có ước mơ. Là con người chúng ta phải có tình yêu. Tình yêu. Giang hồ hay côn đồ vẫn phải có tình yêu. Và tôi, tình yêu của tôi là gì? Tôi yêu tự do. Tôi cực kỳ yêu tự do. Tôi bỏ nhà ra đi là tôi không muốn chịu sự khuôn khổ của gia đình tôi mà tôi không thích. Những cái khuôn khổ đó nó làm cho tôi cảm thấy bị bó buộc, tôi không phát triển được. Tôi bỏ tôi đi. Tôi đi từ rất sớm các anh chị, tôi không có liên quan gì tới gia đình tôi đâu. Thành ra tôi không có sợ, tôi không sợ mấy anh giang hồ đảng. Dạ, tôi làm rất là nhiều nơi, nơi nào tôi cũng bỏ việc. Bỏ việc nghe các anh chị. Giờ là hầu như nơi nào tôi cũng chống với thằng thủ trưởng, thằng hoặc là con thủ trưởng tôi chống hết. Tại sao ạ? Tại vì tôi yêu tự do. Cái máu giang hồ của tôi yêu tự do lắm. Mà cái thằng thủ trưởng đảng nào ở cái thể chế Việt Nam này nó khổ lắm các anh chị. Các anh chị làm ở cơ quan, mặc dù của nhà nước hay của tư nhân gì, nó cũng đều có cái màu đảng hết. Nó luôn muốn bóp nghẹt tự do của chúng ta, nó bóp nghẹt quyền làm người của chúng ta. Mà những người mà có máu giang hồ yêu tự do như tôi, cái tình yêu tự do nó lớn lắm các anh chị. Nó đâu có chịu. Chơi mày liền. Chơi thằng thủ trưởng liền, chơi lãnh đạo liền. Chơi xong phải nghỉ chứ sao giờ.
là con người, chúng ta phải có tình yêu thương. Yêu tự do, yêu tha nhân, yêu người khác. Đâu phải nói tôi là giang hồ, tôi là côn đồ, tôi không biết yêu người khác. Giang hồ chứ đâu phải con chó đâu. Mà con chó nó cũng biết yêu đồng loại nó vậy các anh chị. Đúng không? Giang hồ hay côn đồ chúng ta vẫn phải biết yêu tha nhân. Chúng ta phải yêu tự do, yêu cái quyền làm người của mình và tôn trọng quyền làm người của người khác. Thì chúng ta mới là giang hồ thứ thiệt. Đó là tình yêu lớn. Tình yêu lớn. Chúng ta sống phải có ước mơ, có tình yêu lớn. Và chúng ta muốn đạt được tình yêu lớn, chúng ta phải có ước mơ. Ước mơ các anh chị đơn giản lắm. Các anh chị đừng có phục vụ cho những cái thằng mà nó biến các anh chị thành tay sai của nó. Nó dùng các anh chị để bóc lột người ta, để đi thu tiền bảo kê, thu tiền bến bãi, thu tiền chợ búa, để bóc lột người dân, để đi chặt chém, đi nộp lại cho tụi nó. Các anh chị đang là công cụ cho tụi nó bóc lột đó. Bóc lột dính mình, các anh chị nộp lại, các anh chị bị bóc lột rồi đúng không? Tiền các anh chị cướp được mà bắt đi nộp nữa. Nó ngồi một chỗ nó không cướp mà nó lấy không, các anh chị đi cướp mà phải nộp thì nó bóc lột các anh chị rồi, đúng không? Và người dân bị bóc lột nhất. Thì đừng có phục vụ cho mấy thằng này nữa. Đường lối của chúng ta để có tự do là đơn giản vậy thôi. Chúng ta thiếu gì việc để làm hả các anh chị? Muốn cướp, hãy cướp những thằng cướp. Những thằng cướp lớn nhất của Việt Nam hiện nay lại là những thằng quan chức ở huyện các anh chị đang có. Thì thằng nào bí thư huyện là thằng đó giàu nhất đó. Không cần phải nói nhiều. Ở tỉnh các anh chị đang ở, thằng bí thư tỉnh là thằng giàu nhất đó. Nó cướp hết của tỉnh các anh chị đó. Thằng nào trong bộ máy đảng mà bự nhất là nó giàu nhất đó. Tại sao các anh chị đi cướp của dân mà không cướp của nó? Nó cướp của chúng ta mà cướp của người dân mà hãy cướp của nó lại. Chúng ta kiếm ăn chân chính không? Quá chân chính. Giang hồ là phải vậy chứ các anh chị. Giang hồ gì mà đi cướp của những người đã thấp cổ bé họng, đã nghèo đói, còng lưng ra làm cực muốn chết, các anh chị còn cướp của họ nữa. Các anh chị còn đánh đập tra tấn của họ nữa. Thì giang hồ có nhiều kiểu giang hồ. Đúng không các anh chị? Tình yêu lớn nó sẽ khiến cho chúng ta có ước mơ, chúng ta hành động đúng. Còn chúng ta không có tình yêu gì cả, không biết yêu tự do, không biết yêu quyền làm người, làm giang hồ mà họ không muốn làm người, thì làm giang hồ kiểu như làm chó sói vậy đó, chó săn vậy đó. Các anh chị muốn làm giang hồ phải làm con người trước đã. Đúng không ạ? Tại sao thằng Trung Quốc đó, thằng giặc Trung Quốc nó còn có anh hùng Lương Sơn Bạc? Tại sao mà chúng ta hôm nay không có? Không biết khởi nghĩa gì vậy? Việt Nam chúng ta không có sao? Chúng ta có cụ Hoàng Hoa Thám, chúng ta có cụ Nguyễn Thái Học. Các anh chị, trời ơi, cụ Nguyễn Thái Học là bạo lực luôn á, dùng bạo lực để chơi với tụi mà thực dân Pháp luôn á, đúng không? Và lực lượng của cụ rất là nhiều người giang hồ, đúng không các anh chị? Chơi với những thằng bóc lột, cướp của những thằng bóc lột, trấn áp những thằng bóc lột, giúp lại cho người cùng khổ, giúp lại cho đồng bào của mình, đó mới là chính nghĩa. Thì một khi tất cả các tầng lớp trí thức cũng chính nghĩa, nông dân cũng chính nghĩa, công nhân cũng chính nghĩa, giang hồ cũng chính nghĩa, thì chúng ta có một đất nước chính nghĩa, một dân tộc chính nghĩa. Khi chúng ta có một đất nước chính nghĩa, một dân tộc chính nghĩa, tất cả mọi người đều yêu tự do và yêu quyền làm người như nhau như vậy, thì cái bọn mà bóc lột nó ngồi không một chỗ, nó ăn mập thay nè, nó bán nước, nó buôn dân nè, nó bóc lột trên đầu, trên cổ của anh chị và dân của các anh chị, nó sẽ nó đến ngày tàn. Nó không có tồn tại được. Nó không còn tồn tại được nữa. Đúng không ạ? Mà tôi biết lực lượng giang hồ, lực lượng mà du đảng của các anh chị hiện giờ rất là đông. Tại sao ạ? Tại vì chính sách của đảng là chính sách bần cùng hóa. Nó bóc lột người dân mà. Nông dân mà nó bóc lột riết thì con của nông dân, con nông dân đó chị, đâu còn làm, còn ruộng, còn đất gì đâu làm. Nó thu hồi đất hết rồi, ruộng đâu làm. Thì những người đó nghề ngộng ngỏng đâu làm, có học hành gì đâu mà có công việc để làm, thì đi làm bốc vác, cù li, xe ôm. Bốc vác, cù li, xe ôm mà còn thất nghiệp nữa thì du đảng. Nông dân bị biến thành du đảng rồi, công nhân bị đuổi việc, bị thất nghiệp, bị sa cơ, bị thất thế, lương thì bóc lột tận xương tủy. Lương người ta một tháng bèo nhất cũng $500, lương xung quanh chúng ta nè một tháng bèo với $500, lương Việt Nam một tháng $150,
lương công nhân Việt Nam á, móc lọt gì sao sống, thì không sống được thì phải chạy chọt làm cái này làm cái kia, mà bị đuổi việc thất nghiệp cái nữa thì thành du đảng, chứ làm gì. Nông dân cũng bị bần cùng quá thành du đảng, công nhân bị bần cùng quá thành du đảng, thậm chí tôi nói thiệt với các anh chị là sinh viên cũng làm du đảng luôn. Tôi đã từng sống 5 năm làm sinh viên tôi biết mà. Sinh viên cũng thành du đảng luôn, sinh viên có xì ke, có hút chích, sinh viên có mại dâm, nữ sinh viên đi làm mại dâm có luôn, sinh viên có trấn lột, có cướp giật luôn. Rồi nam sinh viên đi làm đĩ đực luôn, có luôn. Đảng bần cùng quá tất cả các lực lượng thì sinh viên cũng thành du đảng luôn. Lực lượng du đảng đông khắp nơi mà không có nhìn thấy cái thằng mà nó biến chúng ta thành du đảng. Cái thằng mà nó biến chúng ta bần cùng. Cái thằng mà nó biến chúng ta thành cướp bóc. Nó biến chúng ta thành mọi rợ, thành thú vật. Là cái thằng đảng nó ngồi ở trên. Tất cả anh em giang hồ du đảng chúng ta phải nhìn thấy. Chớ sao chúng ta lại nhìn người dân thành kẻ thù. Kẻ thù là cái thằng đảng nó đang bóc lột chúng ta. Đúng không các anh chị? Và đó là tôi nói tình yêu lớn. Nhỏ hơn một chút nữa, các anh giang hồ, các anh du đảng, giống như bài hát nãy tôi mới tặng mọi người. Thấy một cô gái đẹp các anh thích không? Thấy gái đẹp thích không? Thấy gái đẹp sướng không? Sướng. Thấy gái đẹp là bắt đầu là sướng. Đúng không? Cả đời mấy anh có được một cô gái đẹp không? Trả lời thiệt tình đi. Một cô gái đẹp đàng hoàng tử tế được không? Không có được mấy anh đâu. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế, cả đời không bao giờ được. Tại sao? Chúng ta chỉ thèm chảy nước miếng, nuốt vô thì đau bao tử. Nước miếng nó làm lũng bao tử luôn. Chứ không bao giờ rớ vô được cái cô gái đàng hoàng tử tế mà xinh đẹp. Những cô gái đàng hoàng tử tế xinh đẹp thì con anh Sáu, cháu anh Năm nó hốt hết. Hoặc là chính anh Sáu, anh Năm hốt về làm vợ bé hết rồi. Không có tới các anh chị đâu. Mấy thằng đảng nó ăn những thứ ngon nhất. Nó hưởng những thứ tuyệt vời nhất. Gái đẹp nhất nó cũng hốt luôn. Các anh chị suy nghĩ rồi đúng không? Có thằng quan chức nào mà nó kiếm vợ bé mà nó kiếm con xấu quắc không? Không bao giờ tới dân. Thì không bao giờ tới được du đảng với giang hồ. Đúng không ạ? Còn cái phần nhỏ lại tới dân thì mới tới cái nhóm trí thức. Nhóm trí thức, cái nhóm doanh nhân nó hốt rồi. Trí thức doanh nhân nó hốt xong rồi tới công nhân, người tới nông dân nó hốt rồi mới tới du đảng chứ. Thì các anh chị cả đời giống như nhân vật mà tôi nói trong bài hát á, ngồi đối diện với cô gái rất là đẹp, chích khăn tay gì nè. Những hình ảnh rất là đẹp đúng không? Mắt mơ màng, môi duyên, lệ rớt xuống, khóc cho người tình của mình là một người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận. Cả đời các anh du đảng nó ước muốn chỉ làm người lính chiến đấu cho tự do, chết cũng được, để được có một cô người yêu đẹp. Đó là tình yêu nhỏ, tình yêu rất là chân chính của chúng ta. Thằng đàn ông nào mà không muốn có một cô người yêu đẹp, một cô vợ đẹp, trời. Chỉ có những thằng bị hư não á, thì nó mới không có muốn người yêu đẹp hay vợ đẹp, mà nó chỉ muốn có lãnh tụ mà thôi. Nó chỉ yêu lãnh tụ à. Những thằng đó là bị hư não rồi, dẹp không cần nói đúng không ạ? Gọi là du đảng mà. Giang hồ đảng á, giang hồ đảng là bỏ một mình. Còn giang hồ thứ thiệt chúng ta là chúng ta phải khoái gái đẹp chứ. Đúng không ạ? Mà muốn có gái đẹp thì chúng ta phải sống chiến đấu cho tự do. Chúng ta phải sống chiến đấu cho con người. Chúng ta phải kiếm tiền mà kiếm tiền chân chính. Chúng ta phải biết lấy của thằng giàu chia lại cho thằng nghèo. Chúng ta phải nhận diện được thằng cướp là thằng này nè. Còn người này là người bị cướp. Mà đã bị cướp và chúng ta còn nhào chúng ta cướp nữa thì chúng ta là cái gì? Khi chúng ta sống chiến đấu cho tự do, cho con người, bảo vệ đồng bào của mình, bảo vệ kẻ yếu, trấn áp thằng mạnh, trấn áp thằng ăn cướp ấy, thì lúc đó tự động các cô gái nhìn chúng ta là những anh hùng. Những thằng lương sơn bạc đã trên hạng cướp chứ là cái gì đâu. Nhưng mà nó cướp của thằng giàu chia cho thằng nghèo, thằng cái nó được giết thành tiểu thuyết, dựng thành phim. Nó ăn cướp chứ là gì đâu. Đúng không các anh chị? Thì ngày hôm nay chúng ta có một cái mặt trận chiến đấu cho tự do rồi. Các anh giang hồ còn đứng về phía đảng làm gì? Đứng về phía chúng tôi, đứng về phía người dân. Các anh là những chiến sĩ chiến đấu cho tự do, chống lại độc tài cộng sản, chống lại những thằng đang áp bức bóc lột người dân của mình, làm bần cùng quá đồng bào của mình. Chống lại những cái thằng đang bán nước buôn dân, trước giặc vào nhà. Các anh chị thấy hết rồi đúng không ạ? Giang hồ là thấy rõ hơn người dân chúng tôi nữa. Thấy hết.
những cái thằng đó nó đè đầu cỡ cổ các anh chị bấy lâu nay, các anh chị thấy hết đúng không? Đứng về phía người dân chúng tôi chống lại chúng nó, dẹp được chúng nó rồi, khi chúng ta có tự do, các anh chị là người hùng. Các anh là người hùng thì thiếu gì những cô thiếu nữ yêu các anh? Thiếu gì? Và một cái quân đội tự do của miền Nam tự do sắp tới rất cần những người như các anh. Một quân đội mới của miền Nam tự do sắp tới rất cần những người như các anh. Những người có tư tưởng lớn, có tình yêu lớn, tình yêu nhỏ đang xen trong tình yêu lớn, biết sống là một con người, biết chiến đấu cho những mục tiêu là một con người. Thì cái quân đội đó mà là quân đội nhân văn, quân đội của loài người, quân đội của con người thì luôn luôn được con người yêu quý và được những cô gái đẹp yêu quý, những em nữ sinh yêu quý. Bất chấp ngày xưa các anh chị là côn đồ, bất chấp ngày xưa các anh chị là giang hồ, bất chấp ngày xưa các anh chị là du đảng, mà các anh chị chiến đấu cho tự do, tự nhiên có người yêu thương các anh chị. Đúng không hả? Thì đây là cái thông điệp tình yêu mà tôi muốn gửi tới tất cả các anh chị, đặc biệt là những anh chị giang hồ đang nghe tôi nói. Còn những anh chị mà gọi là giang hồ đảng, những anh giang hồ đảng, tôi kết luận một câu, đó là loại rác rưởi của loài người. Loài rác rưởi. Thậm chí các bạn còn không xứng đáng là có người nữa. Tại vì khi mà chúng ta kiếm ăn bằng cách chúng ta dẫm đạp lên tính mạng của đồng loại của chúng ta, dẫm đạp lên sức khỏe của đồng loại chúng ta, bất chấp mọi giá trị, thì kiếm ăn theo kiểu con thú của một bầy súc vật. Khi chúng ta kiếm ăn mà chúng ta né tránh để tránh dẫm đạp lên sức khỏe tính mạng của người khác, tôn trọng sức khỏe tính mạng của người khác, thì đó mới là kiếm ăn theo kiểu con người, cho dù các anh chị có là giang hồ hay là nghề gì đi chăng nữa. Cảm ơn tất cả các cô, chú, các dì, các cậu, các anh chị và các bạn đã nghe Huy hát, đã nghe Huy nói, đã chia sẻ với Huy những cái ý niệm về tình yêu. Và cảm ơn các anh, các chiến hữu, du đảng, giang hồ, côn đồ ở nhiều tỉnh đang nghe tôi nói. Và tôi nói thiệt, mặc dù tôi rất là bất mãn với cái nhóm giang hồ đảng nó nổi lên gần đây, nhưng mà tôi tin tưởng rằng cái máu giang hồ của chúng ta, cái máu chính trực chính nghĩa của chúng ta vẫn còn đủ đầy trong lòng của các anh chị. Và nó chỉ cần các anh chị chịu, mà các anh chị chắc chắn phải chịu thôi, các anh chị chịu làm con người, các anh chị chịu hướng tới tự do, đấu tranh cho tự do của chính mình và cho người khác, thì dù chúng ta là giang hồ đi chăng nữa, là côn đồ, chúng ta vẫn phải được nể trọng, vẫn phải được người khác nể trọng. Đồng ý không các anh chị? Cảm ơn các anh chị. Như thường lệ thì Huy sẽ dành khoảng 15 phút để tiếp tục đàm luận phần trả lời câu hỏi. Thì như thông báo là tại vì vắng mấy ngày rồi trở lại, thì Huy sẽ hỏi gì đáp nấy, các anh chị hỏi gì là Huy đáp nấy các anh chị. Nhưng mà lý do là chúng ta chỉ có 15 phút thôi, thành ra Huy có một yêu cầu nhỏ nhỏ là các anh chị hỏi tập trung vào một số cái chủ đề nóng của Việt Nam chúng ta. Huy nhắc lại một số chủ đề nóng gợi ý để các anh chị hỏi, đó là Formosa hủy diệt miền Trung, diệt chủng dân tộc Việt Nam chúng ta, và nó đang biến miền Trung trở thành một khu tự trị của giặc Trung Quốc đó các anh chị. Lý and Man đang giết đồng bằng sông Cửu Long, nó giết vựa lương thực lớn nhất của Việt Nam mà lớn nhất của châu Á nữa các anh chị, vựa lương thực lớn thứ 5, top 5 của thế giới luôn. Thằng Trung Quốc nó đang thâm độc lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhìn xa hơn một chút á, khi giết đồng bằng sông Cửu Long là Trung Quốc nó sẽ thao túng được cái thị trường lương thực luôn, cho các anh chị biết. Lee and Man đồng bằng sông Cửu Long nó còn khủng khiếp hơn Formosa nữa. Thì đó là những cái mà thời gian qua bị quá nhiều tin tức nó làm cho hai cái này nó chìm xuống. Mà hai cái này mới thật sự là hai cái nó giết dân Việt chúng ta, nó giết đất nước của chúng ta, nó biến chúng ta thành kiệt quệ, giống nòi chúng ta bị tiêu diệt, con cháu bị ung thư, quái thai, dị tật và chết lần chết mòn. Để giặc Trung Quốc nó đưa con cháu nó qua ở mà không có ai chống lại nó cả. Nó biến chúng ta thành Tây Tạng thứ hai. Đây là những cái mà chúng ta cần trao đổi.
nha các anh chị. Rồi các anh chị đặt câu hỏi, Huy xin phép Huy uống nước nha. Bạn Hùng, anh Hùng Trương Đình, Sài Gòn quận 8. Huy cũng nhận ra vụ Hạnh là dở kịch hả? Ai là thế hệ 7X rất phục Huy, mọi người quên Fumasa và Lee Man rồi. Dạ cảm ơn anh. Thật ra để nhận thấy một cái gì đó là kịch cũng dễ lắm các anh chị, không khó khăn đâu. Nhưng mà Huy khuyên các anh chị thôi, chúng ta đừng công kích cá nhân. Đừng công kích một cá nhân nào hết. Tức là bản thân họ cũng đấu tranh cho nhân quyền. Đấu tranh cho nhân quyền thì họ cũng có những cái đóng góp, cũng có những cái lên tiếng, đúng không các anh chị? Mỗi người có một đường hướng. Nhiều khi đường hướng của họ mà nó không phù hợp với đường hướng của chúng ta thì thôi chúng ta đừng công kích họ quá. Nhưng mà bản thân của mỗi người chúng ta phải tập trung vào mục tiêu chính của mình. Mục tiêu chính của chúng ta là gì ạ? Mục tiêu chính của chúng ta hiện giờ đơn giản dễ thấy nhất là đuổi cổ Fomasa, khởi tố đó. Đuổi cổ Liên Man, khởi tố Liên Man. Ai là người rước Fomasa và Liên Man về? Khởi tố cho thằng đó. Tại vì nó đang giết dân chúng ta mà. Nó giết con cháu của chúng ta. Nó gây ung thư, dị tật, quái thai. Nó giết lần, giết mòn dân tộc thì sức đâu nữa mà chống ngoại xâm. Mà trong khi những dự án này nó đưa hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc qua ở. Hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc nó lấy con gái Việt chúng ta, nó đẻ ra hàng ngàn đứa con nít. Các anh chị có hiểu điều đó không? Rồi ở đây hàng chục ngàn đứa con nít này nó lớn lên, nó sẽ đẻ ra bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu trăm ngàn đứa con nít nữa. Thì chỉ trong vòng 30 năm thôi, tức là một thế hệ, vòng quay một thế hệ có 30 năm đó các anh chị. 30 năm sau thì hoàn toàn có thể có 30-40 triệu dân Trung Quốc ở trên đất nước chúng ta. Theo cái cách này đó, thì mục tiêu của chúng ta là dễ thấy nhất là Formosa miền Trung, Bauxite ở Tây Nguyên, Lee and Man đồng bằng sông Cửu Long. Đánh không sập ba dự án này là chúng ta mất hết, chết luôn chứ không có mất gì nữa. Đánh không sập ba dự án này là chết. Còn mục tiêu xa hơn nữa, các anh chị mà có tầm nhìn xa hơn nữa, tôi chia sẻ với các anh chị là mục tiêu xa hơn là gì? Chúng ta phải lật đổ cho được cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Từ đây tới 2020 mà các anh chị không lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thành nô lệ của Trung Quốc chứ không nói nhiều. Mà nô lệ của Trung Quốc thì viễn cảnh thấy rõ rồi. Các anh chị nhìn Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, các chị thấy rõ rồi đúng không? Họ đã từng có 30-40 triệu dân, bây giờ họ còn có 9,5 triệu dân. Vì đâu nên nổi? Tất cả các quốc gia trên thế giới này người ta chỉ tăng dân số thôi, hoặc là người ta đứng yên. Tại sao từ 40 triệu dân mà xuống 9,5 triệu dân? Các anh chị nói cho tôi nghe thử coi. Tự nhiên thành khu tự trị của Trung Quốc là còn có 9,5 triệu dân. Các anh chị hiểu cái điều đó không? Không lật được đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó sẽ đưa Việt Nam trở thành khu tự trị, thành một cái phần của Trung Quốc thôi, giống hệt như Tây Tạng ngày xưa các anh chị. Tại vì nó ký kết hàng loạt 15 cái hiệp ước. Ông Nguyễn Phú Trọng ký 15 hiệp ước với Trung Quốc, các anh chị đọc được nội dung không? Có đọc được nội dung không? Hiệp ước Thành Đô năm 90 các anh chị đọc được nội dung không? Của Đảng Cộng sản Việt Nam ký Trung Quốc đó. Nó bán nước đó, sao nó đưa cho các anh chị đọc? Nó đưa đất nước ta từ từ phụ thuộc vào Trung Quốc để nó giết dân, giết mòn dân chúng ta. Nó biến đất nước chúng ta thành khu tự trị của nó để nó đưa dân nó qua nó ở. Thì nó đâu có đưa cho các anh chị đọc. Không lật được Đảng Cộng sản Việt Nam trước 2020 thì thời điểm nó chuyển giao nữa, hiệu lực thậm chí 2019 là nó đã chuyển giao rồi các anh chị. Không lật được nó thì các anh chị sẽ không xóa được các hiệp ước này. Không xóa được các hiệp ước này thì Trung Quốc nó hòa nhào quá, các anh chị chống nó không được. Tại vì đảng các anh chị ký hiệp ước với nó, các anh chị chống nó đưa quân đội nó bắn các anh chị luôn. Lật được thằng Đảng Cộng sản Việt Nam trước thời điểm 2020 thì các anh chị không cần thực hiện những cái hiệp ước này nữa. Tại vì không còn Đảng Cộng sản để thực hiện nữa. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không được quyền đưa quân qua một nước mới. Nước mới không có hiệp ước với mày. Nước Việt Nam tự do không có hiệp ước với mày, mày không được đưa quân qua nước tao. Các anh chị có hiểu con đường của mình không? Mình không có đi con đường này là mình chết chắc. Nghe các anh chị, bám sát vào mục tiêu như vậy thì chúng ta không cần để ý xung quanh kịch là gì. Kịch là gì cởi bà nó. Nói theo dân giang hồ là kịch là gì cởi mẹ nó. Mày đóng kịch cởi mẹ mày. Tao lo mục tiêu của tao. Thì các anh chị cứ bám mục tiêu như vậy đi. Đặc biệt là các anh chị giang hồ bám sát mục tiêu như vậy đi. Quốc nó cho tôi là các anh chị đến đích rất là nhanh. Cho nó đóng kịch cho mình cười chơi. Quốc nó. Quốc.
John Lee, anh có nghĩ là Trung Cộng giữ tụi Việt Cộng lại làm cảnh để biệp dân không? Điều này là đúng đó chứ, nghĩ gì anh John Lee? Thật ra tôi đã từng có một cái live stream tôi nói rồi các anh chị. Các anh chị nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam là một nhà nước, là một chính phủ, không không đúng. Cả thế giới này đều lầm, cả thế giới này đều sai lầm, Liên Hiệp Quốc cũng sai lầm luôn. Cộng sản Việt Nam không phải là một chính phủ mà là một tà phủ. Cộng sản Việt Nam không phải là một thể chế mà là một cái bộ máy tay sai nối dài của Cộng sản Trung Quốc. Từ lúc nó thành lập lên là nó đã không phải là một chính phủ rồi, đúng không? Nó cướp chính quyền mà sao là chính phủ? Cướp chính quyền tà phủ là tà quyền, sao là chính quyền, đúng không các anh chị? Rồi hàng loạt các sự kiện mà chúng ta đã nói với nhau rồi, toàn là do quốc tế cộng sản tạo dựng lên nó, bảo trợ nó, thổi vũ khí tiền bạc qua giúp nó, đúng không ạ? Rồi cùng với sự đi đêm của Mỹ và Trung Quốc bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa vào năm 73 thì nó cướp luôn miền Nam. Nó cướp luôn miền Nam. Từ trước tới giờ cộng sản chưa bao giờ là một chính quyền. Có ai bầu được cộng sản lên? Các anh chị chỉ, các anh chị ai là người bỏ cái phiếu bầu ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư quyền hành nắm hết cả nước? Các anh chị đưa cái phiếu cho tôi coi, các anh chị đưa cái phiếu tôi coi được không? Ai bầu, ai là người bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, đưa cái phiếu cho tôi coi được không? Ai bầu? Ai bầu bây giờ phải mắc cười ha. Ai là người bầu cái bà Ngân mà tào lao cho cá ăn mà còn không biết cho đó lên làm chủ tịch quốc hội? Ai bầu? Đưa cái phiếu tôi coi coi. Chúng ta không có bầu, có ai bầu á? Tụi nó bầu cho nhau không mà, vậy thì sao là chính quyền được? Sao là chính quyền được? Thật ra tất cả những cái màn kịch suốt 42 năm qua là do Trung Quốc nó dựng nên, nó dựng cái bộ máy này lên để nó ngày càng xâm chiếm đất nước ta. Cái bộ máy này thì nó nuôi cho mập, nó thổi tiền qua, nó tạo điều kiện, nó bảo kê cho mày, mày ăn cho mập, mày ăn đi. Thì mấy cộng sản nó tham mà các anh chị, nó ăn mập thay luôn. Các anh chị biết cộng sản đa phần nó trong bưng, trong biển, trong rừng, trong rú, trong hang bắt bó nó chui ra. Trong hang bắt bó nó chui ra, nó có cái gì nó ăn. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, giống chuột không? Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Nó ăn cháo với măng. Nó ăn rau rừng, nó có cái gì đâu mà nó ăn. Thì nó cướp được chính quyền một cái nó ăn tàn mạc luôn. Mấy cái thằng nghèo đói dốt nát tham tàn mà nó lỡ mà xui xui mà nó cướp được chính quyền là nó ăn tàn mạc luôn. Tại vì nó có cái gì đâu nó ăn, cái gì nó cũng ăn, sắt thép xi măng nó cũng ăn luôn, đúng không các anh chị? Tiền Trung Cộng nó biết, ha ha, cho mày ăn, cho mày ăn, mày ăn đi, đang tao cướp nước mày. Mấy này thì nó dòng thứ ngu mà không ăn nữa thì ăn giết mắt câu. Không ăn cũng chết. Bây giờ thằng cộng sản nào mà không ăn là Trung Quốc đối xử, không ăn cũng chết, mà ăn sắp tới cũng chết nghe mấy anh. Ăn sắp tới cũng sẽ chết nghe mấy anh, chứ không thực mấy anh đừng ngưng nghỉ mà anh sống dài. Thành ra cộng sản bị Trung Quốc khống chế mấy chục năm nay vì cái tội ngu tham dốt mà ham ăn. Thì tất cả cái bộ máy này là cánh tay nối dài của đảng cộng sản Trung Quốc, nó thao túng đất nước chúng ta. Thì tôi nói 70-80% dự án công nghiệp là do Trung Quốc nó đầu tư ở Việt Nam, ở đâu mà ra? Là do chính sách của thằng cộng sản Việt Nam nó dựng nên cái chính sách đó làm cho Trung Quốc qua. Mà cái chính sách này tự đâu mà đẻ ra? Chính sách này là do cái sự là tay sai, là bù nhìn nó mới đẻ ra. Chứ nếu mà đất nước người ta, mà đất nước mà độc lập, mà chính phủ của dân, chính phủ thật sự á, ai mà đi xây dựng chính sách để rước có một nước mà đi vào đầu tư cho nước mình gì kỳ vậy? Thì như John Lê nói, bộ máy này thực chất là Trung Quốc nó dựng lên từ năm 75 tới giờ rồi. Nó dựng lên từ năm 75 tới giờ. Chúng ta đã mất nước từ năm 45 kìa các anh chị. Năm 45 khi mà các bà, các ông, các cô chú, các cậu gì ở đàng ngoài á, đội cái thằng chung trong hang bắt bó lên gọi đó là lãnh tụ. Rước cái đám thổ phỉ ở trên bắt bó về mà cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim và quốc trưởng Bảo Đại á, thì lúc đó các anh chị đã giúp cho thằng Trung Quốc cướp nước của mình rồi. Lúc đó chúng ta đã mất nước chính thức. Nhưng mà chúng ta không thấy. Sau 75 thì phân nửa nước thấy.
sau 2015 thì cả nước mới thấy, mới có 2 năm nay mới bắt đầu Việt Nam miền Bắc đứng lên đấu tranh, đúng không các anh chị? Chúng ta mất nước từ lâu rồi. Thì quay trở lại là Trung Quốc nó đang khống chế đất nước chúng ta từ năm 45 tới giờ các anh chị. Đó, bây giờ nhìn thấy giặc rồi, nhìn thấy rõ ràng rồi, đúng không ạ? Cộng sản Việt Nam là giặc, cánh tay nó dài của giặc chứ không phải là chính quyền. Thì chúng ta có cách để chúng ta nhìn nhận nhìn và đối phó này, đúng không ạ? Anh chị Nguyễn Lâm Viên, tôi nhớ cái nick này. Cái nick này là hôm hổm nó là vô chửi tôi với một số người nữa, chửi thậm tệ luôn vì tôi không ủng hộ chính phủ Đào Minh Quân. Tôi nhớ nick này. Thưa phe Đào Minh Quân, tôi không có thích tiếp phe của mấy bạn ở trong nhà tôi. Tôi nói thẳng nha, những người nào mà hỏi tôi về chính phủ của mấy bạn tôi cũng không thích, tôi không trả lời nữa. Nhưng mà câu hỏi của bạn, tại sao Huy không thành lập một chính thể nào để tập hợp mọi người đấu tranh? Thì tôi trả lời một lần thôi nha, phe Đào Minh Quân tôi trả lời một lần này thôi nha. Đường lối đấu tranh của tôi không phải là đường lối đấu tranh bằng chính thể, bằng chính phủ tự phong. Các anh chị nghe cho rõ nha. Đường lối đấu tranh của tôi khuyến khích mọi người đấu tranh là đường lối đấu tranh bằng dân sự. Các anh chị hiểu đường lối đấu tranh bằng dân sự không? Tức là các anh chị phải nhận thức được chúng ta có quyền làm chủ của người dân. Quyền làm chủ của người dân, khi cái thể chế không phục vụ cho chúng ta thực hiện tổng biểu tình, tổng nổi dậy, tổng bất tương dân sự, tổng đình công bãi thị, lật đổ cái chính phủ đó để bầu chính phủ mới, bầu chính phủ của chúng ta. Bầu ra chính phủ thì chính phủ đó sẽ chính nghĩa. Các anh chị có hiểu không? Bầu ra chính phủ thì chính phủ đó của chúng ta. Ai giỏi thì được bầu, ai giỏi thì ra tranh cử. Đường lối của tôi nè, bây giờ tôi giúp cho nông nghiệp dày dày bầu anh lên làm bộ trưởng bộ nông nghiệp. Tôi giúp cho công nghiệp dày dày bầu lên bộ trưởng bộ công nghiệp. Đúng không? Tôi giúp cho mà du lịch dày dày bầu lên bộ trưởng bộ du lịch. Còn các anh chị thành lập một chính phủ tự phong, thậm chí tự phong ở nơi nào, nơi nào á, chứ không phải ở đất nước của chúng tôi. Và các anh chị nói là 30 quốc gia công nhận, các anh chị 30 quốc gia công nhận chính phủ các anh chị lừa ai? Các anh chị lừa chúng tôi hả? Các anh chị tưởng chúng tôi là dân ngu năm 45 hả? Các anh chị ở trong hang bắt bó là tiếp tục chui ra làm lãnh tụ hả? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng tôi đang chống á, nó vẫn là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Các anh chị đừng có đùa. Và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc muốn công nhận một cái chính thể nào đó ngoài Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh chị có hiểu không? Muốn công nhận một chính phủ lưu vong hoặc là chính phủ tự phong của các anh chị thì nó phải cắt ngoại giao với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước. Các anh chị có thấy 30 nước nào cắt ngoại giao với Việt Nam chưa? Có cái nước nào mà tào lao, cái nước văn minh tào lao nào mà vừa đặt ngoại giao với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà vừa công nhận chính phủ tự phong của mấy anh không? Mấy anh đừng có lừa dân ngu nữa, dân hết ngu rồi. Đường lối đấu tranh tốt nhất cho dân tộc này là đường lối đấu tranh từ dân mà ra, đấu tranh từ gốc mà ra. Và tôi nói thẳng với các anh là nếu các anh đi ngược, các anh đi ngược đi từ trên xuống dưới, các anh chỉ có hại người dân thôi chứ không giúp được người dân đâu. Mà các anh đừng có nghĩ là các anh công kích tôi, công kích những người mà không ủng hộ phong trào các anh mà các anh được thành ý nguyện, được 1-2 triệu phiếu các anh ngây thơ, hoặc là các anh cố tình ngây thơ để lừa những người ngây thơ khác mà thôi. Đường lối đấu tranh của thế kỷ 21 này tất cả các quốc gia đều chọn lựa là đường lối đấu tranh bằng dân sự hết. Tất cả đường lối đấu tranh bằng quân sự, bằng thành lập chính phủ tự phong, thành lập chính phủ lưu vong, thế kỷ 21 này không còn nữa, không còn. Mà có còn đi chăng nữa nó cũng dập tắt hết, nó bị dập tắt hết, tại vì các nước khác họ không có ủng hộ, các nước văn minh họ không ủng hộ con đường đó, đặc biệt là thành lập lực lượng quân sự là các nước khác họ không ủng hộ đó, cái gì. Nó đưa chúng ta vào con đường bế tắc. Tôi nói điều này là tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho các anh chị biết là chúng ta không có lựa chọn nhiều đâu các anh chị ơi. Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu. Chúng ta muốn tranh thủ lực lượng trong nước là thứ nhất, muốn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế là thứ hai. Thì chúng ta phải hiểu cái xu thế thế giới nó đang đi như thế nào. Cái xu thế thế giới người ta đang ủng hộ dân sự.
Các chị hiểu không? Người dân phải nhận thức được quyền làm chủ của mình. Bây giờ tao không chịu chính phủ này nữa, tao nổi dậy tổng biểu tình, yêu cầu giải tán chính phủ. Mà cái thằng chính phủ đã bị người dân tổng biểu tình yêu cầu giải tán mà nó bắn vào dân một cái thì Liên Hiệp Quốc sẽ xử mày lập tức. Tại vì lúc đó mày không còn là chính phủ nữa, Liên Hiệp Quốc người ta ủng hộ người dân, chứ người ta không ủng hộ thằng tà phủ đó đâu. Đúng không anh chị? Còn các chị thành lập một cái chính phủ tự phong, các chị có quân đội, tuyên bố súng ống, các chị giỏi đem quân về thử coi. Máy bay không người lái đâu, xâm phạm vào không phận của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thử một cái coi, tôi coi coi Mỹ nó nói cái gì. Giỏi làm thử ơi. Máy bay không người lái. Trời ơi, dã man quá. Dân tôi ngu dữ lắm hay sao mà các anh chị lừa dữ vậy trời. Đây là câu trả lời cuối cùng. Tôi không muốn tiếp phe của ông Đào Minh Quân ở trong nhà của tôi. À, chị Rosemary: Huy ơi, người Việt Nam còn ngu lắm mà hiểm họa mất nước đến gần rồi, phải làm sao? Chị ơi, chị đừng có chửi dân Việt Nam mình ngu nữa. Thật ra các anh chị biết không, giữa dân trí với quan trí ở Việt Nam á các anh chị, Huy đố các anh chị giữa dân trí với quan trí cái nào tệ hơn? Phải uống nước nghe chị. Các anh chị trả lời giùm Huy coi, giữa dân trí với quan trí cái nào tệ hơn? có nhiều người trả lời quan trí chắc chắn là tệ hơn dân trí. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta cũng là dân nè các anh chị, chúng ta đang là dân nè, đúng không? Chúng ta có ngu hơn mấy cộng sản không? Các anh chị không lẽ chúng ta ngu hơn mấy cộng sản? Ngu hơn nó mà chống nó là nó giết mình, nó xử mình từ trong chính nước. Quan trí mới là cái tệ nhất của Việt Nam hiện giờ. Cái đáng lo ngại nhất là cái quan trí chứ không phải là dân trí. Tôi hiểu cái sự mà cái sự lo lắng của chị Rose và nhiều anh chị. Trình độ nhận thức của người dân chúng ta còn hạn chế là do cộng sản nó ngu dân, nó thực hiện chính sách ngu dân, nó nhồi sọ, nó dùng cái nền giáo dục ngợm của cộng sản mấy chục năm qua. Các anh chị tưởng tượng 30 năm là một thế hệ, mà chúng ta 42 năm là một thế hệ rưỡi rồi, là nó ra ngộm đầy giữa chân ngộm vậy nè. Có khi chúng ta trong người chúng ta cũng còn chất ngộm ở trong do cộng sản nó nuôi nữa mà chúng ta không biết á. Khi biết chúng ta mới sửa từ từ. Thì chúng ta phải thay đổi họ từ từ. Thay đổi từ từ. Mà thay đổi từ từ bằng cách gì ạ? Truyền thông miệng. Truyền thông miệng. Chúng ta có những lực lượng truyền thông miệng. Chúng ta tự hỏi bản thân mình, chúng ta tích cực chưa? Các anh chị có đủ tích cực chưa? Mỗi một ngày các anh chị có yêu tự do không? Các anh chị có muốn tự do không? Các anh chị có muốn con cháu các anh chị tự do không? Muốn phải không? Mỗi một ngày thức dậy các anh chị tự hỏi nè, hôm nay mình sẽ nói chuyện với ai? Hôm nay mình sẽ nói cái hiện tình đất nước, mình tranh thủ mình nói với người nào? Hôm nay mà không nói được ngày nào hết là chúng ta sẽ chậm chân tiến tới tự do một ngày. Cứ mỗi một người mà chậm một ngày là dân tộc chậm một ngày. Vậy đó. Mà một tuần chúng ta không nói với ai hết thì dân tộc chúng ta đang chậm đúng một tuần. Một tháng chúng ta không có nói được với người nào hết thì dân tộc chúng ta chậm đến tự do một tháng. Và 42 năm qua chúng ta không có tự do là chúng hết thế hệ này tới thế hệ khác chúng ta không dùng truyền thông miệng đánh thức lẫn nhau. Không có dùng truyền thông miệng đánh thức lẫn nhau, chúng ta dùng rất là nhiều biện pháp mà cộng sản biện pháp nào nó cũng triệt hết. Đúng không các anh chị? Truyền đơn phải không? Bắt cái thằng lên truyền đơn luôn chứ đừng nói bắt thằng rải truyền đơn. Đúng không các anh chị? Nổi dậy phải không? Bắt thằng thủ lĩnh hết. Thủ lĩnh còn ai đâu nữa nói vậy, ai chỉ đạo nữa vậy? Mà người Á Đông chúng ta, người Á Đông nói chung chứ mà Việt Nam là khoái cái trò thủ lĩnh lắm. Không có thủ lĩnh là tiêu. Không thủ lĩnh là tiêu. Nói gì hết anh chị? Rồi còn phương pháp gì nữa? Biểu tình phải không? Đạp. Đạp biểu tình đau quá. Các anh chị nào mà biểu tình bị đánh rồi lần sau có đi biểu tình nữa không? Xưng phong đâu, like cái tụi con đi. Bị đánh xong ở nhà. Bị đánh xong đâu đi nữa. Thậm chí bị đánh xong quay lại: trời ơi, thằng cha Huy xúi tôi đi biểu tình mà tôi bị đánh chả mất tiêu mà, thằng này là cộng sản. Trời ơi, gì kỳ vậy trời, đấu tranh gì kỳ,
Đâu nấu chanh gì ngọt gì. Nấu chanh gì. Bị đánh không là chửi thì cũng sẵn. Quay lại chửi những cái thằng kia gọi. Đấu tranh vậy biết chuyện nào có tự do. Đúng không các anh chị? Tất cả các biện pháp cộng sản nó đều quản lý được đó. Thậm chí các anh chị biết biểu tình là cái thứ mà cộng sản nó sợ nhất. Thành ra nó đẻ ra cái loại biểu tình có phép, biểu tình trong khuôn khổ. Cái nhóm này thì được biểu tình nè, mà cái nhóm này thì không nè. Cái nhóm này là được biểu tình, nó cho biểu tình. Tại vì cái nhóm này không bao giờ lật đổ cộng sản. Cái nhóm này là rất là thương cộng sản, muốn cho cộng sản tốt hơn, muốn cho cộng sản thương dân, muốn cho cộng sản ngày càng tốt đẹp, nó cho biểu tình. Thì các anh chị muốn đi biểu tình đi theo nó, biểu tình không có bị đánh, không có sao hết trơn á. Tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi. Không có sao hết trơn. Biểu tình trong khuôn khổ giống như tự do trong khuôn khổ, khái niệm của cộng sản mà. Mà các anh chị theo nó 1000 năm sau không có tự do. Các anh chị theo nó 1000 năm sau con cháu của mình vẫn là súc vật và nô lệ. Thành ra chúng ta phải tạo lực lượng riêng, lực lượng mà không trong khuôn khổ của tụi nó. Lực lượng mà biểu tình không cần giấy phép của tụi mày. Biểu tình vì sự tự do của tao. Thì chúng ta phải truyền miệng, mỗi một ngày chúng ta phải đánh thức một ai đó. Mỗi một ngày chúng ta phải làm cái gì đó cho tự do. Thì dân tộc này, cả dân tộc cùng làm vậy thì dân tộc chúng ta sẽ ngày càng đến gần cái bến bờ tự do hơn. Các anh chị ngủ thức dậy mà không có làm gì được gì hết thì các anh chị cứ nghĩ trong đầu là rồi con cháu mình mất tự do ngày, chậm cái mất ngày. Mà các anh chị biết không, các nước xung quanh chúng ta nó tự do hết rồi. Các anh chị chậm một ngày nó tiến sang bước, chậm ngày nó tiến sang bước, chậm một năm nó tiến dài bước. Mà nó đã đi trước mình mấy chục năm, cả trăm năm rồi mà cứ chậm hoài thì mai mốt con cháu mình làm mộ cho nó hoài, thế nào bắt đầu lên được hết. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Quay trở lại, chúng ta phải dùng truyền thông miệng, đừng có trách người ta ngu, mà phải trách cái thằng đảng nó làm ngu. Chỉ cho người ta thấy thằng này nó làm mình ngu nè. Chỉ cho nó thấy, chỉ cho thấy hiện tình Formosa giết mình sao, Lion Man giết mình sao nè. Chỉ cho thấy ngoài đường, mày đi ngoài đường xe đụng chết là ai, ai lo cho vợ con nè. Ở nước ngoài á, mà mày đụng chết là vợ con mày, con mày học đại học còn miễn phí luôn á. Vợ mày có thể cưới hai thằng chồng nữa được luôn á. Chỉ cho nó thấy đó là sự bốc lột, đúng không? Chỉ cho thấy tất cả cái hiện trình, hiện tình đó thì nó đứng về phía mình, nó đấu tranh cho tự do và quyền lợi của nó. Đúng không anh chị? Đừng có trách người ta ngu mà hãy trách mình có nhiệt tình hay chưa. Nguyễn Hoàng Phúc: Huy ơi, có tin Tổng thống Venezuela đã chịu cho người dân bầu cử lại và vào hội đồng quốc gia rồi. Người dân Venezuela đang ăn mừng rồi kìa. Cảm ơn anh Phúc, Huy cũng nghe tin rồi. Các anh chị biết, 5 năm nay, 5 năm nay, Venezuela biểu tình liên tục. Suốt 5 năm các anh chị. Mà 2 năm gần đây là họ biểu tình gần như là không tháng nào không biểu tình. Gọi là tổng biểu tình. 2 năm gần đây. Thì bây giờ Venezuela mới bắt đầu đạt được một chân lên tự do. Tức là sao ạ? Tức là cái thằng tổng thống độc tài và cái bộ máy chính quyền xã hội chủ nghĩa độc tài của nó bắt đầu là nó không còn duy trì được áp lực nữa. Người dân đông quá biểu tình tới hàng triệu người. Thành ra buộc nó phải xuống thang. Nó phải chấp nhận bầu cử. Mà khi bầu cử, người dân bầu cử thì có ứng cử viên của người dân vào. Thì ứng cử viên người dân vào sẽ xây dựng được cái bộ máy mà phục vụ cho lợi ích của dân. Thì đất nước chuyển một cách êm đẹp phải không anh? Có chuyện gì xảy ra hết, đúng không ạ? Thì người dân Venezuela họ duy trì 5 năm họ mới có tự do. Mà để duy trì 5 năm như vậy thì các anh chị biết cách đây 5 năm người dân Venezuela đã chết đói, đã bắt đầu có đói. Có đói khát, có cướp bóc, có giết nhau để giành đồ ăn. Mà các anh chị có muốn Việt Nam mình rơi vào trạng thái đó hay đấu tranh hay không? Mà có một cái điểm khác biệt giữa Việt Nam với Venezuela mà tôi muốn nhắc các anh chị nữa là Venezuela họ chỉ đấu tranh chống với bộ máy độc tài thôi. Thắng là có tự do, thua thôi. Đúng không anh chị? Còn Việt Nam chúng ta không chỉ đấu tranh chống với bộ máy độc tài Cộng sản Việt Nam không đâu. Thắng chúng ta phải mưu trí nữa chúng ta mới có tự do. Tại vì nó còn thằng Trung Cộng đứng sau gì cộng. Các anh chị có hiểu cái sự khó khăn của mình còn cao hơn, cao hơn Venezuela nữa. Nó còn Trung Cộng nữa mà. Thắng chúng ta còn đối đầu với thằng giặc nữa. Chúng ta phải thắng thằng Tay Sai không là được, còn giặc nữa, đúng không? Mà thua thì vĩnh viễn mất nước luôn. Venezuela nó có thua đi chăng nữa thì thằng độc tài nó vẫn là Venezuela chứ đâu phải thằng Trung Quốc đâu.
nó đâu có mắm nước đâu các anh chị. Thắng thì tự do, thua thì thôi. Còn Việt Nam thắng thì tự do, mà thua thì mất nước, dân tộc diệt vong. Chúng ta ở cái tình thế khó hơn Venezuela nhiều, căng thẳng hơn, nguy hiểm hơn nhiều, cấp bách hơn nhiều. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn Venezuela nhiều. Mà bây giờ họ họ thành công rồi, chúng ta còn chưa chịu tổng biểu tình nữa. Khổ không? Tôi thấy khổ quá các anh chị. Thời gian không còn nhiều, Huy chọn ngẫu nhiên một câu nữa hay các anh chị. Anh Phương Trần, Việt Nam muốn hay không thì cũng phải trả một giá rất là đắt. Đúng. Tôi thích ý kiến này. Các anh chị biết không, nhìn vào hiện tình Việt Nam, phía nào của Việt Nam cũng phải trả giá. Một lúc nào đó tôi sẽ dành một buổi livestream tôi nói về cái giá mà Việt Nam phải trả để đi đến tự do. Hôm nay tôi nói sơ sơ cho chúng ta cùng có ý niệm với nhau. Cái phía đầu tiên phải trả giá không phải là chúng ta, là những người dân đâu. Phía đầu tiên trả giá đắt, trả giá nặng, đó là Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta biết giặc Trung Quốc nó qua, cái đối tượng đầu tiên mà nó thanh trừng là những quan chức Cộng sản Việt Nam. Nó làm gì để cho quan chức Cộng sản Việt Nam ngồi? Nó qua để nó cướp nước, tức là nó cướp cái bộ máy cầm quyền, chứ nó cướp nước đâu phải là cướp cái vị trí là dân. Các chị hiểu không? Nó qua nó cướp bộ máy chính quyền, chứ bộ nó qua để nó làm dân, để cho mình cai trị nó sao? Tiêu diệt bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước, đó là điều đầu tiên. Mà để tiêu diệt cái bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì nó phải tiêu diệt cái bộ máy mà cái khiên, cái lá chắn của đảng. Bộ máy đang bảo vệ đảng, cái bộ máy còn đảng còn mình, cái bộ máy mà trung với đảng, hiếu với dân, đó là cái nhóm mà trả giá nặng nề nhất. Nó phải tiêu diệt quân đội Việt Nam chứ, tại vì nếu không quân đội Việt Nam bắn lại nó. Quân đội Việt Nam là những người có huấn luyện, có đào tạo, có vũ khí. Giặc mà nó lộ mặt ra thì quốc nó liền, đúng không? Phải tiêu diệt quân đội Việt Nam chứ, trả giá đắt lắm các anh chị, chết nhiều lắm, vài triệu là bình thường. Kế đó là công an. Trời ơi, cảnh sát cơ động quay lắm, cầm dù cua dục vô dân ầm ầm, phải không? Mai mốt sẽ thấy cái cảnh mà giặc Trung Quốc nó dục là y vậy, còn hơn nữa, còn hơn gì nữa. Dục xong nó còn được cái vinh hạnh là nó móc ruột ra, nó bán nội tạng nữa, đã vui. Đặng nó đưa quân đội nó qua, nó đưa công an nó qua, đảm bảo vệ bộ máy chính quyền của nó, trả giá rất là đắt. Cái nhóm thứ hai mới tới là dân Việt Nam trả giá đắt thứ hai, đó là sao ạ? Mục tiêu của Trung Quốc là nó phải giết bớt dân của Việt Nam. Tại vì nếu còn dân Việt Nam thì dân Việt Nam nổi dậy chống Trung Quốc thì sao? Chống giặc thì sao? Mà Việt Nam mình có cái gen. Cái gen là anti-China. Cái gen anti-China là cái gen chống Trung Quốc đó. Là nó biết điều đó chứ. Cả ngàn năm nay ông bà mình là tộc Nam Việt. Ông bà mình tộc Nam Việt là thoát khỏi sự đồng hóa của thằng Hán tộc. Tới bây giờ mình cũng vẫn không bị đồng hóa mà. Nó biết điều đó. Nó phải tiêu diệt bớt. Thì Formosa chẳng qua là một cái dự án diệt chủng. Nó là cái, thay vì nó dùng vũ khí sinh học để nó giết người dân Việt Nam thì nó bị Liên Hợp Quốc trừng phạt nó thì sao? Nó dùng các dự án này nó tiêu diệt chúng ta khỏe, ung thư chết từ từ, không ai nói gì được hết. Liên Man khỏe, chết từ từ hết. Ăn riết cũng chết à, đúng không ạ? Bô xít Tây Nguyên chết hết. Hai mươi mấy nhà máy điện hạt nhân chạy vòng vòng ngoài biển, thải độc hạt nhân nha, thải chất thải phóng xạ vô, chết hết. Chết từ từ hết. Có phải người dân chúng ta bị trả giá không? Trả giá rất là đắt. Ủa mà chúng ta làm gì mà chúng ta trả giá vậy? Thằng đảng Cộng sản nó bị trả giá là đúng, tại nó bán nước thì thằng kia nó vô giết là đúng à. Trả giá đúng à, đúng không ạ? Còn người dân chúng ta làm gì bị trả giá các anh chị? Có nhiều người nói trời ơi tôi có làm gì đâu, tôi hiền quá mà, tôi sống hiền quá, tôi có làm gì đâu mà bây giờ tôi phải đối mặt với cảnh vậy, con cháu tôi thành nô lệ, trời bệnh tật chết chóc, tôi có làm gì đâu. Trời ơi tôi yêu nước luôn mà, tôi yêu đảng yêu bác mà sao kỳ vậy.
Trời ơi, yêu đảng yêu bác quá mới trả giá đó. Là một công dân của một quốc gia mà anh chị không quan tâm tới hiện tình của đất nước, không biết cái tương lai của đất nước mình ăn gì đâu, không biết dân tộc mình gặp hiểm nguy gì, không biết thằng giặc nó đang xâm lăng đất nước của mình, không biết con cháu mình đang sắp rơi vào dòng nô lệ, và không biết đứng lên để chống lại nó, không biết đứng lên để bảo vệ lấy tự do, thì trả giá là đúng rồi. Cái trái đất xanh tươi này trông thì có vẻ như nó hiền hòa như thế đó, nhưng nó có một cái quy luật thanh lọc. Quy luật thanh lọc tự nhiên rất là nghiệt ngã. Cái quy luật thanh lọc tự nhiên này nó khiến cho trái đất này á, những cái dân tộc nào mà người nhất thì họ phát triển, họ ngày càng phát triển. Những cái giá trị mà họ sáng tạo ra tỏ ra khắp thế giới, ảnh hưởng các dân tộc khác, và họ được ngưỡng mộ, họ được tôn vinh, họ ngày càng phồn thịnh, họ đi tới đâu ai cũng nể, ai cũng chào đón. Còn những dân tộc mà ít tính người mà ngày càng ngợm nhất thế sẽ bị diệt vong, chắc chắn bị diệt vong. Tại vì thế kỷ của loài người mà anh là con ngợm thì anh phải bị thanh lọc, trái đất này nó thanh lọc ngay lập tức, anh phải bị diệt vong. Không bị diệt vong bằng cách này thì bị diệt vong bằng cách khác. Mà cái cách các dân tộc mọi, các dân tộc ngợm bị diệt vong là bị các dân tộc khác nó hung dữ hơn, nó mọi hơn, nó tiêu diệt, nó đồng hóa, nó sát nhập. Đơn giản vậy đó các anh chị. Ok, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thành ra câu trả lời này thì tôi cũng xin kết thúc phần đàm luận ở đây. Trước khi dứt lời, tôi xin gửi lời chúc đến các anh chị ở Việt Nam một buổi tối thật là ấm áp. Chúc các anh chị bên kia bán cầu một ngày mới thật là vui vẻ, làm việc thành công. Chúc cho khối đoàn kết dân tộc Việt, quốc nội và hải ngoại, các đảng phái, các nhóm ngày càng gắn kết với nhau cùng một mục tiêu chung, chiến đấu chống lại thằng tay sai Cộng sản Việt Nam và chống lại thằng giặc Trung Cộng đang xâm lăng đất nước chúng ta, để cứu con cháu chúng ta thoát khỏi dòng nô lệ. Đặc biệt là một live stream này tôi cũng xin dành tới các anh chị em du đảng, giang hồ, du cô, những người mà đang bị Cộng sản nó biến các anh chị thành cặn bã của xã hội ấy, thì làm ơn đừng có đứng vào hàng ngũ của tụi nó để biến chúng ta thành rác rưởi. Tại vì chúng ta dù sao cũng là con người, và chúng ta là con người chúng ta phải có ước mơ, chúng ta là con người chúng ta có tình yêu thương, chúng ta là con người chúng ta phải biết bảo vệ quyền làm người của người khác. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.